Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn, mình tên là Beto. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel Linh Philip Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Và các bạn, đây là anh em mình đang đứng ở mảnh đất nhà em Beto nhá. À, hôm nay thì mình có nhờ được máy cày của anh Đông Paulu các bạn. Đó. Nhờ máy cày anh Đông vào đây làm để đi vào đây để đi san cái khu vực đất này cho nhà em Beto. Bây giờ mình sẽ quay cam lại cho mọi người cùng xem. Đây là cánh cổng của trang trại này. Đó. Ở phía bên kia chỗ em Lorenzo đang làm kia thì buổi sáng máy cày này cũng đã vào đấy cày xong cái khu vực đấy rồi. Đó, chỗ đấy mình đang tính có dự định là sẽ để trồng ngô các bạn. Đó, còn phía bên này là đất nhà em Beto. Đó, phía bên này là đất của nhà em Beto nha các bạn nhé. Đó, thì hôm trước là có đo đạc ra đến khu vực này rồi. Rất là rộng các bạn, rộng mênh mông bát ngát luôn. Không biết năm nay bên tôi nhà bên tù làm này có không có đạt được cái hiệu quả không các bạn. Bởi vì đây chỗ này quá nửa phần khu vực bên này là cái đất mới này, đất mới chưa sử dụng này. Đó. Còn ở phía bên kia thì là đất đã mọi người đã trồng năm trước rồi. Đó, bây giờ cho máy cày vào đây để đi khai hoang đi. Sau đó thì để khi nào vào rồi đến mưa nó xuống ấy, thì là mình sẽ nói gia đình nhà em Beto đi trồng ngô các bạn. Năm đầu tiên chỉ trồng ngô thôi. Đó. Máy cày của anh Đông thì là Gabi. Gabi sẽ là người Manu Zé, tudo bem? Sim. Yeah. Beto ơi. Tình hình nào em? Sim. Como é? Tudo bem, velho? Tá bem. Sim, sim. Tá oh, chefe. Yeah, senhora. Ok. Ilustre. Obrigado. Oh. A cidade é por cima. É. Olhe. É. É como? Sim. Aqui? Ah, aqui é do Beto. Esse puto. Começou com ele. Sim, sim, sim. Yeah. Não, porque assim já estou a sentir medo. Ah, não. Eu já falar com o mais velho, sim. Yeah. Sim, sim. Tá, gostei. Ah. Olhe, não combinamos que isso é um trator desse que devia meter milho aí. Sim, eu quero meter milho lá no fundo. Aonde mais? Lá no fundo, até lá. Esse lado já não. Esse lado não, você já vai mandar alguém trabalhar lá. Não, tu já começou a trabalhar lá com os bois? Sim, esse você trabalha com os bois. O trator então? Hã? Esse trator? Paga quanto? Esse novo. É de quem? É do Paulo. Paga quanto agora? Ah, esse momento está ocupado, não tem hora de trabalho. Sei onde? Tô aí lá onde eu vou meter milho, tô aí ver lá. Ah, ok. Tô aí lá com meu. Esse aqui é meu chefe. Ah, ok. Conhece? É, tem chefe, nada. Hoje é domingo. É o administrador. Andy. Do Hengue. Ah, do Hengue. Uh-huh. Ah, ok. Yeah. Sim, sim, sim. Então, yeah? Yeah. Yeah. Obrigado, chefe. Yeah, yeah, sim. Yeah. Como é, Hengue? Para aí. Có nước ngọt trong xe này. Cho lon cho chai nước tăng lực cho nó phấn khởi. Yeah. Anda devagar, né? Não precisa acelerar muito. Yeah. Ué, acompanhar só esse lado, né? Yeah. Máy cày mới, lưỡi cày mới, tất cả đều mới tinh hết các bạn. Đó. Hôm qua là bị xa lầy. Ở trong kia là xong hết rồi em. Đấy, chỉ cần đi một đường này thôi là bằng cuốc cả ngày luôn. Đây. Ở phía bên này các bạn nhé. Phía bên này thì hả? Em đánh xe vào trong cho anh ấy. Phía bên này thì vừa nãy là mấy anh em cũng có ấy rồi. Máy cày buổi sáng này mình có nói em đi vào đây sớm làm. Thì mình buổi sáng này phải chạy vào trong chỗ nhà thờ trong bản Chilembo đấy các bạn. Thế nên là mang đồ ăn đồ uống vào cho mọi người. Đó, bây giờ mới về đây được.
Đẹp rồi. Có mày. Chào các bạn đi. Ok, chào các bạn, mình tên Dolores. Chỗ này rộng lắm, từ đây đến kia đâu cũng phải một tầm 160 mét chiều dài các bạn. 160 mét chiều dài mà chiều ngang chắc tầm 5-70 mét. Ok. Rồi tên gì? Gastamu tu cimenti aqui. Ê là, strato già passa. Và các bạn, chỗ này là hôm trước là máy cày có chạy ở đây một lần rồi, hai lần rồi. Đó. Có máy cày có cày ở đây hai lần rồi, thế nhưng mà do kiểu như là được một vài trận mưa xuống ấy, nó bắt đầu nó lại cỏ lại mọc tốt tùm lên. Đó. Hôm nay có nhờ máy cày anh Đông vào đây chạy mấy vòng ở đây các bạn. Cho nó phẳng lư rồi. Cái này giờ chỉ cần chỉ có cái này giờ chỉ có chờ cái mưa xuống thôi là bắt đầu sẽ lên luống để đi trồng khoai các bạn ạ. Cái này trồng khoai đẹp tuyệt vời luôn. Hy vọng là nó cũng sẽ tốt giống như là cái đợt mà mình trồng khoai ở phía bên kia. Đó, và cái sườn chỗ ao cá kia. Cái sườn chỗ ao cá kia thì là chỗ đấy là ngày hôm nay là mình cũng cho máy chạy đấy để trồng cái cây ngô ngọt đấy các bạn ạ. Ngô ngọt mà hôm trước em quý em xuống em có mang được một ít giống ngô ngọt xuống đó. Nên là đó, chỗ đây bên đấy thì mình cũng để trồng cái cây ngô ngọt các bạn ạ. Do là năm nay cái phần lớn cái diện tích ở phía bên kia mình có trả lại cho huyện rồi, không sử dụng được, bởi vì cái chỗ đấy có trồng thì nó cũng không hiệu quả, thế nên là bỏ lại không làm các bạn ạ. Đó, đất đấy phẳng phiu ngon lành rồi, đẹp tuyệt vời. Ra chỗ em đến chỗ em Laurensu kia các bạn. Nó rất là xa. Rất là rộng. Chỗ này mà là trồng khoai đây thì cũng được tương đối là nhiều khoai đấy. Numero ta conta. Ta conta. Julio. No casaria tem peixe, tem cove. No casaria do carro. Dai, Beto, vai. Já tá começando a subir, ué. Ờ, quý ơi. Cái bầu này có khi em cho thêm ít ấy không? Cho thêm ít đạm vào. Với cả là lấy ít phân bò cho đây. Mấy cái gốc bí, gốc mướp này. Dạ. Quán vừa tế chứ. Đạm mà không có cái giống. Đạm ở trong kho. Dạ. Trong kho anh để trong đấy rồi. Mai cho vào. Ok, để mai nhau sẽ levar un rota đấy. Sí. Una rota. Đây cây. Ở ngoài này là chiều này là chỗ thằng dây là. Có mẹ nu. Đây, chỗ này chiều em đánh chiều là đánh rạch trồng ngô luôn. Đó, khu vực bên này cũng thế các bạn nhé, khu vực bên này sáng là buổi sáng máy cày cũng đã chạy hết một lượt đây là ngon lành rồi. Trong từ bờ mương cái ra chạy thẳng theo đường này. Em đang ngâm giọng ít dưa chuột với bù thắm. Cả bầu nữa. Bí á. Bí ngô rồi. Bí xanh á, bí đao. Bí đao, bí dài rồi. Bí dài anh đang trồng ở dưới kia mấy luống rồi. Bây giờ anh trồng dưới kia mới luôn rồi, chuẩn bị tới này là lấy cây que cắm cho nó lên. Làm nó lên cái đấy là phải cắm thì nó mới lên được. Chỗ này có một nửa này cái trồng ấy đi, trồng cái cây ngô ngọt ấy đi. Xong rồi được bao nhiêu thì được đến bao nhiêu còn lại là mình trồng cái khác. Dầu là đổ 2 can vào máy rồi hả? Mới có can thôi. Mới có 1 can. À mới đổ can còn nguyên à? Ngan ấp hôm nay không biết bao nhiêu ngày rồi, biết nó đã nở chưa không biết. Để cho Beto cắt dây, cắt mấy cái bù ăn yếu ấy. Ừ. Cho cắt hết. Ừ, cắt đi. Cắt bỏ đi thôi. Thì
Không, cái dàn này ấy, cái dàn này là bây giờ anh tính là bỏ hết đi này. À là. Ừ, bỏ hết đi. Bởi vì cái này lần trước là chỗ này là có cái nhà đây này. Lần trước là cái nhà ở đây này. Xong nó bị đổ. Trời mưa nó bị đổ ấy. Thế mới chuyển vào trong kia. Bây giờ cái dàn bầu này, em thôi tháo bỏ hết đi. Tháo bỏ đi. Ừ, tháo bỏ hết đi xong cây mình dồn vào chỗ trước cửa kia mình làm một cái dàn. Làm một cái dàn đẹp. Làm một cái dàn trước nhà. chạy dài ra đây, chạy dài nối vào chỗ cái dàn mới này, thành hình chữ L đấy, đó thành hình chữ L đấy thì xong rồi mình trồng các loại ấy vào đấy, trồng cái đó, mấy cái loại kệ cũng trồng gốc bầu này, gốc ấy các kiểu này, nhưng cái này nó vẫn đang còn cái quả non non này, có khi để mà giữ mà ăn chứ hả? Nó không tốt được nữa đó. Hả? Quả nó mà đã ra một đợt, đợt sáu nó không được tốt được như đợt đâu đấy. Quả này còn to nữa này. Hay là để quả này làm giống? Giống thành F2 rồi. Giống F2. Ở đây có đợt trước trồng được mấy cái gốc su su nhưng mà xong nó hỏng lên. Đây này, bí đây nè. Bí xanh đây nè. Em đang ngắm cái mặt. Bí này là có mấy quả này để chuẩn bị được ăn này. Bầu này còn đầy này. Cái dàn này cắt bỏ hết đi xong là làm vậy. Là lấy cây que dồn vào góc kia. Ừ, dọn sạch đi. Đấy, xong rồi ngô chiều lại lấy cái này cho vào. Lấy phân bò cho vào gốc. Lúa là mấy anh em là vẫn đi lấy nước vào đầy đủ ấy hả? Các bạn dạo này nó vẫn nắng nên cứ phải lấy đều. Xong rồi một vài ngày tới. Một vài ngày tới là nó mưa rồi, là ổn định rồi thì mình không cần lấy nước nữa. Nói chung cứ khoảng độ mưa thì khoảng mấy ngày mới lấy một lần. Bé Tú ơi, cái này bây giờ phải sới đi xong vun lên, đất nó chai hết rồi thì nó mới lên được. Tặng cái móng cày làm cho trong cỏ để ra luôn được chứ. Hả? Cỏ tá này, cỏ phi tá, cho trong đất ao luôn. Ừ, cái này trồng bờ ao luôn, hôm qua em bảo bé Tú mà. Cái đấy là cuốc hết đi cho ra bờ ao trồng. Mai về. Tụi bay. Cái đấy ấy chưa em? Phun chưa? Cái này khoảng độ chục ngày nữa thì mới cấy được. Mấy cái cỏ đấy chứ. Ừ, cái này là cỏ ấy. Cái này căn bản là mình gieo mạ xong rồi mình kiểu như là lâu không cho nước vào ruộng ấy là cỏ nó lên. Đó, nhưng mà khi mà cho nước vào rồi là cái cỏ gấu này nó không lên nữa. Cái này phải cho cái này phải cho đầy nước nữa vào. My value. Fecha agua abribucado para el pasaki. Đây buổi sáng em vào thi thoảng phải lượn ra cái vườn dưa kìa. Nhìn xem. Dạ đi nha, đi nhìn xem nó có bị hao hụt mất quả nào. To lắm rồi, nói chung là tầm này là ăn được rồi. Đó, thế nên là phải chú ý. Dưa này là to hơn là dưa ở chợ mọi người bán rồi, mình. Quả nào quả này to lắm. Đây có khi phải cắt bớt những quả nhỏ nhỏ đi. Ở kia có những quả dài như thế này. 40 phân của dưa sợ thật. Dưa này bây giờ ở chợ bình quân là cứ tầm 4.000 quả. Nếu mà dưa to như của mình này. Hôm trước anh mua ở trên Wambu là ví dụ như quả mà như quả này là phải 4.000. Ừ. 4.000 quả. Quả góc kia phải 5-7.000. Đây thì nó có nhiều quả to lắm. Kia quả to này. Quả kia mới là quả kinh khủng này. Đây này. Quả này mới là quả kinh khủng này. Đây. Vừa dài vừa to này.
vừa dài vừa to, nhìn giống như quả bí đao đây kia cũng to này. Ví dụ như là quả 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 trắng 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 này hình như được thu rồi này, trắng trắng này là già rồi này, quả này nó ngả sang màu, ngả sang màu này là chuẩn bị được, là được thu rồi. Rồi, không? Đó, nó ngả sang màu này là sát thủ rồi. Masagi á, apli á. À phi sao? Kasimbatu. Akitame fecha ra. Chỗ này. Cái này là trước mình lắp đường ống đây này. Ui giời ơi. Ống này là ống hơi thấp. Hơi cao chứ. Thấp. Chỗ này nó cứ bị cái váng đỏ đỏ đấy này. Vạn trên kia xuống. Hả? Vạn trên kia xuống. Cái vạn này không đi. Đây. Đây hôm nay chó chạy ra. Hả? Chó chạy ra để thái nước này. Không phải đâu, đây không phải là. Đây như ếch đẻ à? Hình như ếch đẻ hay sao? Ừ. Ếch với lại nhái nó đẻ nhiều. Lúa này mới cấy 2 tuần thôi, nhưng mà bằng cái đợt cách đây mấy tháng trước khi em xuống ấy, là bằng anh cấy hơn 1 tháng. À vâng. Đấy nó lạnh quá. Lạnh quá nó không lên được. Đi xuống dưới xem cái giống lúa thơm kìa. Lúa TD25. Rồi Aki phê sai. Nên Aki phê sai. Rồi phê sai nâu đa của Pasamai cho ta chạy ra về. Aki bora kue phê sai. Giờ chú ý nhìn xem là cái này bây giờ thường xuyên lúc nào đấy là hàng ngày em vào đây ấy, là em cứ kiểm tra cho anh xem nhìn chỗ nào mà bị lúa mà bị bọ xít nó cắn ấy. Vâng. Đấy bị bọ xít cắn phát là mình phải triển khai phun luôn. Nó cắn gãy cái lá xuống đây. Vâng. Ở trong trong kho kia là có thuốc bọ xít này, sáng nay em nhìn thấy rồi đúng không? Dạ vâng. Ừ, đó thì cái thuốc đấy nếu mà phun thì là mỗi một lần chỉ phun một tí thôi, nhiều quá là nó cháy nó hỏng mất. Đấy cái lúa tốt này này là cái này ở bờ này là vừa rồi cấy đấy. Quá có đồng không ạ? Đi à, có đồng. Có đồng nữa rồi đấy. Ui giời, thế mà đợt vừa rồi mình phá điều tiếc không đi. Đấy cái này là hôm nọ là ăn luôn à. Đây là cuốn lúa này là hôm trước là hôm trước là ở đây kín hết luôn này, nhưng mà mới phá đi. Nhưng mà cái này nó không được hiệu quả. Mình phá đi là hợp lý. Bởi vì đây cái gen lúa đây cái đồng nó bé tí. Đồng như đồng thượng chất đấy. Đồng nó bé tí đây. Đó. Đồng ngắn mà bé. Còn đây là lúa ấy này. Đây là lúa TD25 này. Các xin bắt tôi. Ai nó tên Agua này. Agua Arizona Tadia si. Adela. Ô đi ra ra phải là vô xe để mette aquí, vô xe no mette. À, isu ya vindo pa a ter a tudo água pa a passa muito tempo. Ah. Yeah. Rồi.
Đó, đây là chỗ này là TD25 này. Đợt trước anh mang sang được có 3 cân thôi. Dạ. Thì cấy được ruộng này, với ruộng này. Hai ruộng đấy, hai ruộng cuối. Gọi được hai ruộng cuối này là giống lúa mới. Giống này sau này cấy gọi là để phục vụ anh em mình ăn thôi. Dạ. Còn lúa ở bên này hất về phía bên kia là gọi là lúa để làm để chia cho mọi người. Đó. Vừa là hướng dẫn mọi người làm rồi là sau này có thành quả đi thu hoạch là mình chia cho mọi người. Đợt này mình gửi sang cho gửi thêm mấy chục cái liềm sang để đi cắt lúa. Dạ. Đúng. Anh cái tên nhỏ mèn tao quả này xì đôi nhé. Rồi, là nghỉ ngơi uống nước. Đây có tà cà tu này. On tên của xe nâu vì này. Ha. Đôi mẹ để bôi vùa cho phù dư vô bà gà kèng. Ha, sao hút đi. Nào. Đây. Đây này, như này này, ba tê này này, à, trời, có phải có cho ông đâu mà giật giật đây. À. Có rồi đây, ra tay đây. À, sí. Đây, ăn nano cao bôi. Hả? Hết đèn rồi. Nó tay mai đi nhé rồi. Nó tay mai. Ta fraco. Bây giờ nó về rồi à, bây giờ hoje. Hoje. Fala bem, né? Fala bem. Tô. Fala. Vai vir quando? Vai vir hoje. Fala, vai vir hoje. Vai vir hoje. Não, hoje não. Vai vir hoje. Então.
Mày nghe chưa anh này, anh này nói lắp. Mới đầu là cứ xong mãi mới nói được. Nói agora a moça de tarde tica a linha e vai meter milho. Tem bocado, tem... Có đến 3 cân ngô? Không, tầm cân hơn cân. Cân hơn cân ra? Nhiều. É só só 1 kg de cimento de milho doce. Để ta được vai pra lá. Hoje ou amanhã vai cair chuva. Imagina. Hã? Cái này còn bé tùa. Nó sửa ra. Dạ. Sẵn này có 7 người thế nữa. Hả? Dạ. No. Hả? Thế uống đi. Bé tù. Vì gì? Dạ ta cổ rè. Ok các bạn nha. Máy cày xong rồi. Bởi vì hôm nay mình có mượn anh Đông có buổi sáng thôi. Giờ Gabi cũng đã nghỉ ăn... nghỉ ăn trưa rằng giáo cốt mê. Sí, yeah. Tao mộng, agora leva em casa, né? Sí. Có sẵn là no quintal. Sí. Yeah. Tá bem. Obrigado, né? De nada. Ah, daí. Đây. Cảm ơn già. Obrigado, chefe. É. Sim. Ah, cười, sướng cười. Rồi, tao mộng. Sí. Yeah, anda devagar, né? Sim. Yeah. Đó, các bạn máy cày là nói chung anh Đông mấy hôm nay làm xong cũng chưa xong hẳn, thế nhưng mà anh em cứ tranh thủ gọi là chia nhau ra để làm thôi. Đúng ra là anh Đông thì rất nhiều việc nên là mà do là cũng cày mấy ngày rồi được rất là nhiều cái diện tích rồi, mà bây giờ thì trời nó cũng chưa mưa các bạn ạ. Thời điểm này thì vẫn chưa thể gieo ngô giống được. Ví dụ khu vực đất này là mình cứ chuẩn bị trước cái này thôi. Đó. Cứ chuẩn bị trước này thôi, chứ bây giờ gieo đại trà ra mà khoảng 2 tuần nữa mà nó không mưa thì là rất là nguy hiểm. Khi mà cây ngô nó lên như này mà 2 tuần mà nó không mưa thì nó sẽ héo và nó sẽ rất là kém phát triển. Nói chung là tầm này thì là ngô cứ phải tầm giữa tháng 10 hoặc là cuối tháng 10. Khi nào nó mưa khoảng 3-4 trận liên tục rồi ấy, thì là đất nó có cái độ ẩm nhất định rồi và thời tiết nó mát rồi, thì lúc đấy là sẽ tiến hành đi là gieo hạt giống đồng loạt. Chứ thời điểm này bây giờ gọi là mới làm công tác chuẩn bị đất cát thôi. À đây còn ở phía bên này. Giờ mình hôm nay mình cũng ra đang cũng muốn thay đổi một tí quyết định. Thay đổi một tí quyết định ở khu vực ruộng lúa chỗ này. Khu vực lúa cuối kia thì là thôi thì có lẽ là bây giờ mình sẽ sử dụng flycam lên để mình bay lên. Xong rồi mình sẽ nói cho mọi người dễ hình dung. Đó. Do là cái chỗ cuối kia thì đúng ra ở chỗ này đằng trước mình đo là được 150, cứ tính 155 mét dài đi, là từ cái bờ này đó thì tính từ cái chỗ này, quay lại nội dung chính là tính từ cái chỗ mình đứng đây mà đến chỗ cọc cổng kia kìa là gọi là 155 mét. Thì trước mình có chia ra làm 3 ô rồi, mỗi ô này sẽ là 50 mét. Nhưng mà bây giờ mình còn đang có kế hoạch là chắc là có lẽ là chỉ cấy hết cái dãy này và đến cái dãy thứ hai kia thôi. Còn dãy thứ ba có khả năng sẽ để trồng cái khác các bạn. Có thể là sẽ để trồng một chiều dài 50 mét và chạy dài xuống dưới này là 155 mét nữa. Thì là sẽ chắc là sẽ để trồng ngô hoặc là trồng ngô, trồng lạc hoặc là trồng đỗ tương hoặc là cái gì đấy. Nói chung cũng là một cái loại cây lương thực thôi. Nhưng mà lúa này do diện tích nó rộng quá các bạn. Mình bây giờ đang cảm thấy là nó kiểu như là nó hơi bị yếu. Nói chung là mạ bây giờ thì đang gieo rồi, nhưng mà chỗ đấy thì là bây giờ mà trồng cấy hết cả cái khu vực này thì nó mất rất nhiều thời gian nữa. Mà cái công sức cũng như là tất cả mọi thứ ra đầu tư nó lớn quá. Mình có lẽ là sẽ chỉ làm thêm đến hết cái dãy này và sang phía bên kia nữa thôi. Là tổng diện tích đã được khoảng độ 4-5 mẫu gì đấy là sẽ dừng lại. Còn phía cuối cùng kia là sẽ để trồng các loại cây khác.
ví dụ như là đỗ này, lạc này, hoặc là ngô này, hoặc là khoai lang đó, thì sẽ thông báo, mình muốn thông báo với mọi người như vậy đó, thì sẽ không 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 cấy hết được nữa. Anh Sad à, để ta đi você vem na minha casa buscar né? Seis. Agora, Rufino, Bezi, Catumbela, Raulenzo, Beto, Cacimbato. Aqui já tem dois. 6-7 cái. Rasho, hoje de tarde levar em casa para sondar. Agora aquele grande. Grande também, tudo papinho. Ah, Beto, oi. Tem aquele grande que tá de cocô, papinho também, tem que soltar. Aquele que vamos levar para... Tudo enxada e aquele grande, mais grande que enxada. Tudo hoje de tarde levar tudo em casa para sondar. Sim, sim. Vou comprar mais 6, né? Các bạn, khu vực này thì sẽ để đây để trồng một ít cái ngô ngọt đấy. Cuốc anh em làm toàn bị gãy, cuốc này cuốc đẻo toàn gãy hết. Manu vai buscar aquele grande dentro. Cái này phải hàn được mà nhỉ? Yeah. Thì hàn để mình làm rẫy cỏ rẫy kia rồi bắt đầu bê túi đây xem nào. Anh Sa Đà. Ừ, toàn gãy hết ngang này. Lên van ca rồi đấy, bà sồn đa bay. Aquele grande. Aquele tá aí dentro. Vai buscar 4. Aquele tem 4, né? Ou 5, né? Aquele tipo 4. 4. Sim. 4, tem que levar. Cái này chắc là không hôm nay có khi không trồng được đâu em ạ. Cứ đánh rạch thôi. Đánh rạch cho xong rồi mai trồng. Ok em ạ. Đánh rạch xong rồi chiều đi thả hạt xong lấp thì nhanh không mà. Về lưu leva anh sao đã về anh kia. Ok bạn, như bây giờ thì sẽ để cho anh em làm. Mình chạy về đi mua thêm cuốc xẻng này. Thiếu cuốc. Cuốc nó toàn bị gãy, cuốc đẻo các bạn. Phải đi mua thêm mấy gai nữa. Ok bạn, video ngày hôm nay anh em xin phép được kết thúc lại tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của anh em mình ngày hôm nay. Chào cả ba. Lâu đen xuống rồi, chào các bạn. Chào các bạn. Yeah.